Thưa quý vị, trước nguy cơ bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, ngày 3 tháng 11, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi văn bản yêu cầu các địa phương tiếp tục sơ tán, di dời dân khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao, vùng ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là các khu vực đã và đang bị sạt lở đất. Tại huyện Sơn Tây, địa phương năm nào cũng xảy ra những vụ sạt lở lớn, đã và đang lập nhiều đoàn công tác về các xã vận động sơ tán 630 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại 52 điểm sạt lở núi. Theo đó, các huyện Sơn Tây, Minh Long và Sơn Hà phải tổ chức sơ tán, di dời dân, công nhân đang ở những khu vực sạt lở núi đến nơi trú tránh an toàn trước 17 giờ chiều ngày 3 tháng 11. Lực lượng chức năng vận động người dân nếu không có việc cấp thiết, tuyệt đối không rời khỏi nơi tránh trú để quay về nhà. Ông Phùng Tô Long, Phó Chủ tịch huyện Sơn Hà cho biết, địa phương đang lên phương án tổ chức sơ tán 21 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu ở làng Bồ, thị trấn Di Lăng đến trú tạm ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Hà. Theo ông Võ Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tây, trong cơn bão số 9, địa phương có 3 điểm sạt lở lớn vùi lấp nhiều nhà cửa. Tuy nhiên, do nhờ di chuyển người dân từ trước nên không có thiệt hại về người. Thưa quý vị, đợt mưa lớn liên tục kéo dài hơn 10 ngày qua đã khiến cho hàng trăm hectare cam tại Hà Tĩnh bị rụng hàng loạt. Các chủ vườn cho biết là khoảng 20% số lượng cam bị rụng do tích nhiều nước sau đợt mưa lớn và số lượng sẽ tiếp tục tăng nếu thời tiết còn mưa. Đây là vườn cam Việt Gáp của gia đình chị Võ Thị Loan, có diện tích lớn nhất nhì trong xã với hơn 1.500 gốc. Vụ cam năm nay, gia đình chị ước tính thu hoạch khoảng hơn 30 tấn. Tuy nhiên, đợt mưa kéo dài hơn một tuần vừa qua đã có gần 10 tấn cam bị rụng. Vì hôm mưa bão xong rồi giờ là đã rụng thường đất khoảng 10 tấn thôi. Mà giờ trên cây cũng đang hiện tượng đang rụng. Xã Tường Lộc, huyện Căn Lộc được coi là vựa cam lớn của tỉnh Hà Tĩnh với diện tích hơn 200 hecta, trong đó khoảng 150 hecta để cho thu hoạch. Sản lượng năm nay ước đạt khoảng 23.000 tấn cam. Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn kéo dài, trên trái cam xuất hiện những chấm đen và rụng dần. Nhiều vườn cam thiệt hại đến hơn 30%. Bắt đầu là từ cuối tháng 9 nó sẽ bắt đầu rụng cho đến là khi mà hết thu hoạch vụ cam thì cái này là nó diễn ra một cách liên tục, và nếu mà trời mưa càng nhiều ấy và cái điều kiện sâu bệnh phát triển càng mạnh ấy, thì sự rụng của cam sẽ càng lớn. Không chỉ ở huyện Thường Lộc, Can Lộc mà tại nhiều vùng trồng cam khác của tỉnh Hà Tĩnh, ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang cũng xảy ra tình trạng cam rụng hàng loạt sau hai đợt mưa lớn. Thiệt hại lên tới gần 3.000 tấn. Cơ quan chuyên môn đánh giá, nguyên nhân khiến cam rụng hàng loạt là do quanh phần rễ, lá, các loại cây ăn quả thường tồn tại nấm Phytophthora. Mưa lớn gây ngập úng, tạo điều kiện cho chủng nấm này phát tán nhanh và xâm nhập vào các vết thương của quả, khiến quả bị thối và rụng.